Hồi đó đền bù được bao nhiêu mét vuông á bác anh? Mét vuông được nhiêu? 1.200. 1.200 à? Cách đây 12 năm à? 2003, 2005. 1.200 mua được cái gì? Vừa qua cái địa phận Ninh Thuận là cái đường này đường vô thôn Bình Tiên này, còn cái đường này chạy ra quốc lộ 1A này. Ồ, thấy người ta làm một cái vùng rộng dưới này này, ghê không? Chúng ta làm resort quá. Đúng rồi đó, đó ghê không? Ta khai phá để ta làm resort đó. Xe tiếp tục ủi trong kia kìa, đó thấy thôn Bình Tiên đó, ủi cái đường lớn ghê không? Đi vô đó. Đó, cái đường nhỏ dưới này là cái đường đi vô cái thôn đó, là khu đó là khu resort cắt luôn. Chọn ngay cái eo biển quá đẹp. Nhưng mà không biết cái đất bên này, nếu mà cái bản lộ giới thì đất bên này thuộc về khách qua rồi. Resort thì lợi dụng chỗ nào biển rộng thì làm, chứ phá núi làm rừng nhập là phá hoại tài nguyên thiên nhiên, trong tương lai phá bằng chậm. Đây đi ra quốc lộ 1 chỉ còn 11 cây nữa nha quý vị. Đất đây thuộc đất Khánh Hòa. Dữ dằn chưa? Đó, đang là một bãi công trường thi công đó, đang sang cái cục đồi đó quý vị thấy không? Đó, sang cục đồi phía đó, đó để làm resort đó. Bình Tiên à, là cái thôn nãy đó, nãy là mình chạy ra mình thấy nó đang quy hoạch làm resort đó, để chạy vô thử coi. Ô, là một đường lớn nha, đường còn thơm mùi nhựa luôn.
bên kia nó để đất của Khánh Hòa rồi mà ta. Để chạy vô đây coi khu này thuộc đất của, cái này là giáp ranh giữa Khánh Hòa với lại Ninh Thuận quá. Không biết, để vô coi thử coi. Cửa lái quay là nó lên được lọt rồi nè. Cái thông mình đi trong này mà ta vô coi thử coi. Thông Bình Tiên Gold Club đô. Có lập bộ gold nữa, ta chạy vô thông Bình Tiên ta chơi. Tôi nghĩ mai mốt làm xong cái khu resort này chắc người ta di dời luôn cái thông này đi quá. Để trước mắt đây là một cái điểm yếu của du lịch Việt Nam nè quý vị. Đây này, ta làm resort hay quá trời nè. Chưa? Ta làm đẹp đó, sân golf đó. Thấy không? Cái thông này chắc đúng điều quá. Ba xây dựng này đó. Chạy vô cái thông đi chơi. Giữ lại cái thông này là mới hay. Nhưng mà giữ đây thì cũng được, cho người dân họ làm dịch vụ ấy. Được. Chúng ta phải thâu được đây. À, như vậy là chỗ này vẫn thuộc Ninh Thuận nha quý vị. Thôn Bình Tiên vẫn thuộc Ninh Thuận. Thấy chữ Ninh Thuận đó. Ở đâu còn bao nhiêu nhà nữa ba? Pizza, cà phê, có đủ. Sang hô đỏ nha. Yeah. Hết cái thông rồi. Không có bao nhiêu người dân nữa. Nhà tiền chế thôi. Hết rồi, hết thôn rồi. Hôm nay cái hoa theo rồi. Rồi, đúng rồi. Cái hoa theo rồi, ra một bãi công trường. Hết thôn. Trong này không có bao nhiêu hộ dân á. Làng này là tái định cư lên đây nha. Thôn Bình Tân này nè, giờ ta làm quán cà phê này. Bứng từ dưới biển lên đây 50 mấy hộ. Hồi đó khi tái định cư là đo là có 167 hecta, nhưng bây giờ quy hoạch là ra 300 hecta. Đây là theo chủ quán cà phê ta nói à, có nghĩa đất của dân muốn đo sao đo đó. Hồi đó đền bù được bao nhiêu mét vuông đó đất anh? Mét vuông được nhiêu? 1.200 cách đây 12 năm hả? 2003, 2005. 2002 mua được cái gì? YouTube. Tục hơn. YouTube bây giờ nó tục. 2000 mấy rồi. Quá. Đây nè, đây là công nhân ta đang thi công. Mà nó làm cái này 12 năm rồi mới làm cũng lâu dữ ha. Vậy treo mới làm cái gì năm ngoái à, tức quy hoạch đền bù giải tỏa xong rồi bây giờ mới treo đến từ 2005 đến giờ. À. Mới làm 2 năm đấy. Vậy đền bù anh lên không lên lạng quạng cái tiền đền bù không mua lại được miếng đất. À là mua được. Lên tiền xây nửa nhà này, Xây có nửa nhà này hả? Mấy hectare đất á, cây cối mà là Cứ đo đất của dân là 167, mà giờ là ra 300 là biết rồi đó. 303 luôn hả? Quá dữ luôn. Hả? Anh hả? Ra anh kiện hả? Rốt cuộc có được chưa? Sao anh chỉ đạo trung ương rồi mỗi thằng nó ngắt khúc khúc cho anh tưởng là
anh làm như là cái thằng Linh Thần này á, nó ngắt ra chứ. Ở đây dân đi đâu không, có mình anh đi đâu mà nội đi đâu chứ, vẫn thua đúng không? Ra nằm một tháng rồi mà. Tháng rồi hả? Thua anh không thấy người ta căng cờ biểu ngữ tài la mà còn thua. Đó, anh làm gì đâu.